Rồi, hay vô, xin chào mọi người ha. Cũng rất là lâu rồi mình cũng chưa làm một cái video nào. Thì hôm nay nhân tiện thì mình cũng vừa mới rước thêm một em về. Em này thì tuy rằng nó rất là nhỏ, gọn, nhưng mà đối với mình nó cực kỳ là quan trọng. Trong cái việc mà mình làm những cái video cho mọi người xem á, thì mình sẽ nói thông qua cái mic. Nhưng mà hôm nay là mình đã phải gỡ lại cho lại vào hộp để mình mới có thể review được cho mọi người thấy về cái sản phẩm của mình. Sản phẩm này thì gọi chung chung, người ta sẽ hay gọi nó là sâu khách, hay nói đúng hơn là cái thiết bị dùng để thu âm. Nói tới đây chắc mọi có một số người họ sẽ hiểu, còn những người nào chưa hiểu thì sẽ xem video mình là sẽ hiểu cái thu âm nó là cái gì, mà nó quan trọng tới cái mức độ nào. Thực sự ra thì cái thiết bị thu âm các bạn, nó có thể là nhiều loại. Người ta thu bằng cái mixer, thường hay gọi là cái bàn trộn, cái đó mà mọi người hay nhìn ở trên mấy cái đi mấy cái đám cưới đám tiệc, những cái nơi mà hay gọi là những cái sự kiện lớn á, họ hay ngồi một cái góc, họ hay chỉnh lên chỉnh xuống này, vặn sang trái vặn sang phải, thì cái đó là gọi là mixer bàn trộn đấy, thì thu cái đó cũng được. Rồi cái thứ hai nữa là một cái soundcard, thì cái soundcard này thì ai mà đi đến phòng thu hoặc ai mà có xem ở nhiều ở trên mạng thấy người ta có một cái hộp nhỏ ha. Tùy theo nha, có những loại hộp nhỏ, có những loại hộp rất là to, thì chính cái đó là thiết bị thu âm mà gặp nhiều nhất là trong phòng thu, còn ngoài ra là không gặp ở đâu nữa hết. Rồi nói thì gì nói, phải có hình ảnh cho mọi người xem ha. Đây hộp mình đóng các bạn thấy, mình lúc mình mua về thì nó đóng được, nhưng mà khi mà mình bỏ vô lại không vừa. Rồi đây cho mọi người coi nha, biết cái chữ này có bị ngược ta. Rồi đây là một cái sâu khách. Ở bên nước ngoài á, thì người ta thường hay gọi nó là audio interface, nhưng mà từ thông dụng ở Việt Nam thì họ sẽ hay gọi nó là sâu khách thu âm, hay gọi là sâu khách thu âm, dùng đúng từ như vậy. Rồi thì cái thương hiệu này là đến từ Resonus, mình sẽ để một số hình ảnh ở trên video mình cho mọi người xem cho nó dễ. Resonus thì chắc không quá xa lạ đối với những cái người mà hay thu âm, hàng của Mỹ mà các bạn, hàng Mỹ thì đương nhiên là số 1 luôn. Thì lần đầu tiên chính thức mình dùng sâu cách, chứ còn từ xa xưa giờ mình toàn dùng mixer mà. Nhưng mà thấy mình thu mixer thì không tiện lắm, mình thấy nó không ổn, nên là mình đã chính thức mình chuyển sang sâu cách. Thì coi như đây là một con sâu cách đầu tiên mà mình được sở hữu bởi tay của mình. Ở tay của mình luôn. Rồi cho nên là mình sẽ mua nó với cái mức giá mà thật sự là hợp lý đối với mình, tại vì với cái nhu cầu của mình đấy các bạn, nên là mình nghĩ nó sẽ không cần gọi là quá mắc tiền, đúng không? Tại vì những người mà xài đồ mà gì mà chục triệu hay là trăm triệu cái đó mình không với tới, tại vì họ làm nghề rồi khác, còn mình là mình thuộc dạng gọi là trải nghiệm và cũng thử làm. Có thể là tương lai mình cũng sẽ nâng cấp lên, nhưng mà trước mắt mình cứ mua để mình xài cho nó quen. Tại vì thường mọi người cũng hay nghe nói là dùng cái gì đó cho nó cơ bản trước, để hay còn gọi là làm quen trước, nó đỡ bỡ ngỡ các bạn. Thì sau này các bạn mua nó sẽ không, mua cái khác nó sẽ không có bị gọi là khó trong quá trình mình dùng ha. Thì ý là mình mua những cái thứ gì đó cho nó gọi là vừa phải thôi, với ngân sách cũng vừa phải, chứ không phải là mình kêu chú sự tôi dư tiền mà mua mấy chục triệu xài cho nó ngon. Vấn đề là các bạn mua mấy chục triệu mà các bạn lại không biết cách dùng, rồi không biết xài, xong rồi đổ tội cho cái ủa hàng mấy chục triệu mà xài chán thế này, cái ủa tôi xài cái hàng này có mấy triệu tôi xài vẫn được vậy. Thì đương nhiên là các bạn phải hiểu rằng là mình đang nhu cầu gọi là to đến cỡ nào, hay còn đúng hơn là gọi là có cần thiết hay không nữa cơ. Thì đương nhiên mình sẽ dùng con này thôi nè. Rồi mình sẽ dùng cái từ mà người ta hay gọi là unboxing, khui hộp, nói với bóc tem rồi mất zin rồi. Rồi thì cái con này là Resonus, sau khác Resonus có cái mã là Studio 24C. Các bạn biết sao có chữ 24C không? Thực sự ra nó có cái mẫu 24, nhưng mà 24 nó là dùng cho cái cáp, người ta hay gọi là dùng cái dây nối cáp máy in á, dạng 2.0. rồi còn 24C á, là từ đây trở đi nè, họ sẽ dùng tất cả là đều cáp Type-C hết. Các bạn cũng thấy là dòng MacBook, điện thoại điện thoại Android, Samsung rồi ha, rồi các thiết bị đó đều đang chuẩn bị chuyển sang Type-C hết. MacBook thì đa số là cái cổng họ xài Type-C không ạ. Rồi mình khui hộp luôn nha. Đây là gì, bóc cái keo rồi. Thì cái tờ này là cái phiếu mình mua hàng. Mình nói luôn ha, cái này mình mua tại Hoàng Phúc Music. Cái địa chỉ mình sẽ đưa ở trên cái phần mô tả để cho các bạn có thể là nếu mà tham khảo thể mua. Tại vì mình thấy nha, giá khá là tốt các bạn. Đây
đây là cái hóa đơn bán hàng của mình, hóa đơn bán hàng của cái người bán cho mình, sorry nha. Rồi thì nó kim bảo hành, thì khi mà các bạn mua sản phẩm á, thì chỉ có một điều là họ là sẽ nói là không được đổ trả, đã mua rồi không đổ trả, và bảo hành thiết bị trong vòng 1 năm, tùy thôi, muốn 2 năm, 3 năm, 4 năm những được, vấn đề là mình xài gọi là của bên tại người các bạn, mình không có gì phải lo là mấy năm, miễn có là được ha. Rồi thì ở đây là với cái Soundcast mà Presonus 24C thì mình mua với giá là 4.2 triệu. Thực sự mình nói các bạn là giá này đã lên rồi, chứ còn đúng ra giá của nó chỉ có rơi vào tầm khoảng 2.8 triệu tới 2.9 triệu thôi, nhưng mà lý do thì các bạn cũng biết rồi, vật giá leo lên thì đương nhiên là cách thiết bị điện tử cũng phải gọi là bắt buộc phải lên, chứ cái này không nói được. Nhưng mà mình đã tham khảo rất nhiều cửa hàng và hôm nay chính thức mình tậu Presonus 24C tại Hòa Phúc Music. Nói chung là mình không phải là người PR cho cái công ty này hay cho cái nơi bán này, mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nào muốn có nhu cầu mua những thiết bị, đúng không? Giá cả phải chăng. Rồi tại vì tham khảo nhiều nơi thì mình thấy đa số đều mắc, có thể lên tới 5 triệu. Mình nghĩ nó không đáng các bạn, tại vì mình biết cái tiền nào của nó, nhưng mà mình thấy rằng nó không đáng. Rồi trong cái Soundcast thì mình sẽ có những cái tờ giấy, nó giống như là cái gì tờ hướng để sử dụng, mình để sang bên ha, tiếng Anh không mà không có tiếng Việt đâu. Rồi để sang lên. Cái bịch này là cái bịch đựng 4 cái chân cao su để cho các bạn dán vào cái Soundcast, tại vì bản chất cái Soundcast nó không có chân. Nè, họ tặng kèm cho mình luôn là 4 cái chân cao su nó hình tròn nè, nhìn nó dễ thương lắm. Các bạn dán vô. Rồi. Bên trong sẽ kèm cho các bạn hai cái đoạn dây. Đây là dây cắp đầu thai C ra USB. Rồi, đây là dạng nối chuẩn nè, tại vì ai cũng xài. Các bạn có thể là dùng dây của hãng luôn hoặc mua ngoài cũng được, nhưng mà mình khuyên tốt nhất nên xài dây của hãng. Mình thấy cái chất lượng dây hãng làm á, thì về phần dây nha, thì mình thấy rằng nó không được ngon lắm. Tại vì mình cảm thấy rằng tại cái này nó đa số nó bằng cao su các bạn. Thì bằng nhựa nữa cơ, nhưng mà mình thấy nó cái độ hoàn thiện của nó chưa được ngon. Nếu muốn mua ngoài thì phải mua loại ngon cơ, mà thì thay si các bạn biết không, cái sợi cắp thay si thường rất là mắc. Nếu mà nói mà đồ ngon thì không bao giờ dưới 200 ngàn đâu, mình nói thiệt, phải trên 200. Rồi, còn cắp này là cắp Type-C ra Type-C, cái cắp này thì dùng cho MacBook. Những dòng dành cho Apple là xài con này được, rồi ha, để sang một bên. Rồi, nhân vật chính nó nằm đây các bạn nè. Khui thì khui rồi, cầm ra tưởng như nó mới thôi, mình mới khui qua. Đây, bọc rất là kỹ các bạn nha. Rồi, ở trong nó còn cái ống cổng nữa nè. Rồi, em nói đây, cho các bạn xem dung nhan của em nó. Nó là một cái hình khối rất là đẹp ha. Mà cũng ngầu nữa chứ. Mình thích màu xanh nó mới ghê chứ. Áo màu xanh này, Soundcast màu xanh luôn, tuyệt trần ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sang về cái phần ngoại quan, gọi là bên ngoài của con Soundcast. Theo như mình thấy nha, khi mình cầm một tay, mình cầm một tay thì mình thấy nó khá là đầm nha, nó không quá nhẹ bạn, nó không hề nhẹ đâu. Những cái con Soundcast như là Focusrite, các bạn có thể là tra trên mạng Focusrite, mình để cái tên cho bạn tìm, rất là nhẹ. Cái mẫu cũng ngang giá như con này, nhưng mình thấy cái mẫu nó cầm nhà hiệu nó được cái như vậy các bạn nó thiết kế kiểu nhôm xước, nhìn nó rất là sang, nhưng mà mình thì không thích mấy kiểu đó, tại vì phải cầm đậm đậm mình thích hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái mặt đó, gọi là con này mặt tiền nè. Đấy, sẽ cho mình hai cái giắc cắm, giắc cắm này gọi là giắc cắm Canon hay còn gọi là XLR cũng được. Nó tích hợp luôn cái jack cổng TRS hay còn gọi là jack 6 ly. Mỗi cái đều có nha, tại vì thời buổi giờ xài mấy jack này không à. Rồi, cái màn hình đây gọi là màn hình LED. Nó biểu thị là cái đường vào của một, đường vào một, đường vào hai. Các bạn cắm vô, không? Nó có cái sóng đi lên, nó hay còn gọi là cái màn hình LED. LED này ta gọi là LED kiểu ô vuông, chứ không phải là LED theo kiểu mà gọi là mình coi trên laptop đâu nha. Đó, rồi. Bên phải mình sẽ là ký hiệu của cái main, tức là cái đường ra, cái ngõ ra là cái đường nhạc với lại đường thu mình muốn nghe cái loa lên tai nghe. Rồi ở phía trên nữa là cái đèn báo cổng USB, các bạn cắm vô, khi cắm vô đèn màu đỏ tức là thiết bị nhạc nhưng mà chưa chạy được, còn khi nào mà đèn màu xanh á, thì nó mới là nhận và chạy được, đèn màu xanh dương. Rồi ở bên tay phải mình bên này nha, là sẽ có các cái nút vặn. Rồi hai cái này là volume lớn nhỏ để thu của hai này. Rồi cái ở giữa là cái nút phantom 48V dành cho các cái nhạc cụ, các cái mic mà dùng cái nguồn phantom. Mà nguồn phantom là gì thì các bạn cứ ghi là nguồn phantom 48V trên Google là họ sẽ chỉ các bạn dễ hơn ha. Rồi ở bên tay phải mình, ở ngoài cùng nữa là cái nút main, là cái nút để các bạn nghe loa. Rồi ở dưới nữa là để vặn cho tai nghe.
chị Bông. Rồi, ở đây là vận cho nhạc này. Nhạc, không? Thu nhạc, thu đồ là được. Ở cái này. Rồi. Hai bên thì là hai cái gọi là màu xanh của cái logo của Resonus ha, hai bên đều rất là nhìn rất là ngầu. Không ngầu bằng Resonus nhưng mà nó theo kiểu ngầu gọi là ngầu đầm, gọi ngầu đầm tính, nó không gọi là nó quá phô trương. Đấy. Rồi. Ở mặt sau chúng ta sẽ có các cái chắc cắm à, đầu tiên là chắc Fancy đây, các bạn sẽ cắm ở đây, cắm từ sau cách các bạn tính. Rồi còn đây là hai cái cổng MIDI in out, thì đây là hai cổng để cắm cái thiết bị gọi là MIDI controller, là cái thiết bị mà để làm nhạc đó. Các bạn hay thấy người ta hay làm cái bàn phím nhỏ trên bàn cắm ở đây. Rồi ở đây nữa là cái jack ra 6 ly TRS để các bạn ra cái loa cái âm mình ha. Rồi cái này nữa là mình sẽ cắm phone, cắm cái tai nghe cái âm. Rồi hết, đơn giản không có gì nhiều ha. Rồi còn người ta gọi là cái mặt lưng nè, thì thiết kế chữ Resonus in theo kiểu gọi là in nổi. Cái này các bạn nhớ là mình cảm thấy nha, nó hơi bấm bên tay xíu để mình các bạn có đã hơi giống bên tay, thì các bạn nếu mà muốn xài kỹ á, nhớ lau thường xuyên nha. Đây mình nói này, lau tại vì mình cầm nãy giờ cũng nó lâu lâu tí à, tuyệt đối nha, lau như thiết bị này các bạn không nên lau bằng nước, lau ẩm mà là bằng khăn khô nó mới đúng chuẩn. Đấy. Rồi đây còn này, cái này gọi là mặt sau, mặt mình dưới nè thì họ sẽ có một cái series thiết bị à, rồi sản xuất của thiết bị, cái này mình không quan tâm lắm. Rồi ok, rồi đây mình nói các bạn nha, bốn chân của nó nè, dán vô bung keo dán lại, lấy keo khác dán vô xong mình nghĩ mới làm dán được, dán cái keo 502 cứng hơn á, chứ còn mình thấy dán cái keo này nó không cứng lắm. Rồi ok, rồi mình sẽ có một cái video để mình chỉ các bạn cắm vào cái máy tính ha, kết nối và thu thử. Ok.